the HCG, Architecture and Computer Graphic Training. Vâng, xin chào các bạn. Quay trở lại với chuyên mục AutoCAD và làm như thế nào. Thì ở trong một hai ngày qua thì có một số bạn đang làm đồ án, thì bạn ấy inbox hỏi mình là sau khi em làm vẽ xong hết cái bản vẽ rồi. Đấy, và em muốn chèn cái khung tên vào để em in ra. Đấy, thì bạn ấy có xin được một cái khung tên từ một bản vẽ tham khảo và bạn chèn vào bản vẽ. Đấy, để các bạn có thể chỉnh sửa tên và ngày tháng ấy, tên bản vẽ. Sau đó bạn in ra để nộp. Thì tuy nhiên trong quá trình bạn chèn vào thì nó có một cái chỗ hiện tượng như này. Đó là các bạn kích vào sửa thì nó hiện ra cái dòng chữ bạn nhập vào thì nó bị lỗi phông như thế này, nhận bị lỗi phông, tất cả những cái từ mà có dấu nó bị lỗi thành dấu hỏi hết, đúng không? Chắc là bạn nào đã dùng AutoCAD hoặc là dùng những cái phần mềm như Word, nếu như bạn mà gõ sai phông nó hiện ra dấu hỏi này thì chắc là chúng ta cũng đã gặp nó khá là quen thuộc rồi. Nhưng đối với CAD thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thì đây là cái kết quả của chúng ta sau khi chúng ta xử lý này. Đấy, bạn ấy tên là Trần Hữu Nam thì chúng ta có dấu đầy đủ như này. Và mình làm một bản vẽ ví dụ thứ hai là tên của mình, Nguyễn Quang Thuận. Thế vậy thì các bạn có thể đánh giá ngay đối với cái text thông thường các bạn gõ là T DT thì chúng ta gõ đơn giản, đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên đối với một cái kiểu text nó nằm trong một cái block khung tên như này, đây mình có thể mua ra. Đấy, gần như là nó đi theo một cái block nhá. Cái text này nằm trong block khung tên. Thì cái block khung tên này người ta gọi là block thuộc tính thì chắc các bạn biết rồi, đúng không ạ? Và cái text này là text attribute. Đấy, thì chỉ việc chúng ta click vào đây chúng ta viết chữ thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì không viết được chữ có dấu thì lỗi ở đâu, đúng không ạ? Hãy nhớ là vì cái tag này tag attribute nhá. Đấy, click ra ta phải chỉnh sửa như này. Thì lỗi rất là đơn giản như sau. Đó là các bạn sẽ click vào đây chúng ta khắc phục luôn này. Ở trên máy tính các bạn cài phần mềm gõ tiếng Việt là Unicode, đúng không ạ? Các bạn click vào đây. Đấy, hãy nhớ là bật chế độ tiếng Việt để chúng ta gõ được có dấu nhá. Thì đây là cái bản hiệu chỉnh của cái phần mềm gõ tiếng Việt này, Unicode này. Và cái trên bảng mã là Unicode này, kiểu gõ là select này. Thì tại đây các bạn sẽ làm như nào ạ? Click vào phần mở rộng này. Đó, click vào mở rộng. Thì tại cái chỗ phần tùy chọn khác ở đây các bạn có thấy cái kiểm nó là luôn sử dụng này, report cho Unicode, đúng không ạ? Đấy, các bạn click vào đây. Nha. Chưa click thì bạn click vào đây. Đó, nguyên nhân nó nằm ở chỗ này. Đó, chưa click rồi thì mọi thứ nó đã được giải quyết. Sau đó các bạn click vào rồi bạn ấn đóng nhá. Đóng. Đấy. Và bây giờ các bạn có thể là thấy là gì? Đã chữ em bị lỗi, đúng không ạ? Đấy. Kích vào đây. Bạn viết này. Trần Hữu Nam, đúng không ạ? Đấy, các bạn thấy là kết quả ra ngay rồi ạ. Đó, chúng ta đã viết được chữ thành chữ không bị lỗi rồi. Đây, mình nắm Nguyễn Quang Thuận này. Ok chưa ạ? Đấy. Bình thường mà các bạn mình làm lại, bình thường mà các bạn không có kích vào cái kiểm này, được chưa? Bạn đóng này. Đấy, vào đây bạn ghi lại Trần Hữu Nam, đúng không ạ? Đó, thế vậy là vấn đề là các bạn đã nhìn ra và cách khắc phục như nào thì các bạn có thể thực hiện lại, được chưa? Xem có được như kết quả trên video mình thực hiện hay không. Đó, khi mà không tích thì nó bị lỗi, đúng không ạ? Còn khi tích vào thì sao ạ? Khi tích vào thì kết quả chúng ta sẽ ok, Trần Hữu Nam. Đấy, viết lại lần nữa cái chữ này con thuận nữa. Đấy là các bạn trước khi vào sau tích cái kiểm đấy. Ok, nó hơi bị lỗi một chút. Đó, vậy là kết quả chúng ta đã thu được và cái vấn đề của chúng ta đã được giải quyết, được chưa? Ok, tất cả những cái mọi ý kiến thắc mắc của các bạn, nếu như bạn chưa làm được thì hãy để dưới phần mô tả của video này nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Chào và hẹn gặp lại các bạn.